Dịch COVID-19 kéo dài khiến học sinh phải học theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh những bất tiện về môi trường học tập, thì nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe con em khi các em phải ngồi học nhiều giờ trước màn hình thiết bị điện tử, có nguy cơ suy giảm thị lực, mắc phải các bệnh tật về mắt. Chăm sóc mắt cho trẻ học trực tuyến sẽ là câu chuyện được đề cập trong Bác sĩ Gia đình hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bác sĩ Gia đình trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, dịch Covid đã làm mà thay đổi mọi mặt của đời sống, trong đó có cả ngành giáo dục. Học trực tuyến là lựa chọn thích ứng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo về việc học tập thông qua các thiết bị điện tử trong nhiều giờ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến mắt cho trẻ. Vậy ba mẹ cần làm gì để bảo vệ và giúp các em luôn giữ được một đôi mắt khỏe mạnh? Vấn đề này sẽ được đề cập ngay sau những thông tin y tế đáng chú ý. Vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương không cách ly người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các địa phương hướng dẫn người dân về quê ăn Tết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe. Nếu có biểu hiện như sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc, thông báo ngay cho y tế địa phương. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có công văn về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán sử dụng pháo nổ lại diễn biến phức tạp, rất đáng lo ngại khi tại nhiều địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn rất thương tâm do tự chế pháo nổ. Điển hình là vụ nổ pháo xảy ra cách đây không lâu tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ là một em học sinh mới 13 tuổi. Mặc dù các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán, vận chuyển, chế tạo pháo nổ đã được quyết liệt triển khai, tuy nhiên điều quan trọng vẫn là phải có sự vào cuộc quyết liệt của xã hội, nhà trường, đặc biệt là gia đình trong quản lý giáo dục con em mình, tuyệt đối không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19, vừa qua Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổ chức chiến dịch tiêm chủng lưu động tại tất cả các xã phường. Đối tượng tiêm chủng chủ yếu là người già không thể đi lại, người bị bại liệt, người tâm thần, người mù, người có bệnh nền. Hơn 1.300 người sẽ được tiêm chủng lưu động mũi 1 bằng vaccine phòng COVID-19. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, ngoài việc tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế làm nhiệm vụ, xe cấp cứu lưu động cũng được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ các trường hợp có biểu hiện phản ứng sau tiêm. Tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam tăng 9 bậc so với thế giới, xếp thứ 90 trên 185 quốc gia. Đây là số liệu được Hội Ung thư Việt Nam công bố tại Hội nghị Khoa học phòng chống ung thư thường niên tại Thừa Thiên Huế. Hiện cả nước có khoảng hơn 350.000 bệnh nhân đang sống với bệnh ung thư. Thời điểm cuối năm 2019 và đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên số bệnh nhân đến khám và điều trị ung thư có giảm nhẹ. Nhưng thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân nhập viện đã tăng trở lại. Tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam đang tăng ở mức báo động và các loại ung thư thường gặp nhất vẫn là ung thư phổi, gan, đại trực tràng, vú, dạ dày, các ung thư vùng đầu, cổ. Tổ chức Bằng Sáng Kết Thúc MPP, một tổ chức y tế cộng đồng được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ngày 20 tháng 1 cho biết đã ký hợp đồng với 27 nhà sản xuất thuốc gốc tại 11 quốc gia để sản xuất các phiên bản thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir dạng viên của hãng dược Merck. Các phiên bản này sẽ có giá thành rẻ hơn và được dùng để cung cấp cho 105 quốc gia đang phát triển. Tổ chức này cho biết 27 nhà sản xuất thuốc trên nằm ở 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện WHO đang xem xét Monopiravir và dự kiến đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng loại thuốc này vào tháng 2 năm 2022. Vừa qua, Bộ Y tế có công văn về việc chấn chỉnh công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Công văn nêu rõ, tất cả các cơ sở có cung cấp dịch vụ khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh phải phân luồng và có khu khám bệnh điều trị riêng cho phụ nữ mang thai dương tính với COVID-19. Tuyệt đối không đùn đẩy, từ chối khám, chăm sóc cho phụ nữ có thai mắc COVID-19. Trong trường hợp cấp thiết, cần tư vấn rõ ràng, phối hợp chuyển thai phụ tới cơ sở điều trị COVID-19 của địa phương hoặc liên hệ với bệnh viện được Bộ Y tế phân công để được hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật. Thực hiện chỉ thị số 08 về việc tăng cường triển khai cơ sở y tế xanh, sạch đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, vừa qua tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và triển khai mô hình phủ xanh bệnh viện, sử dụng túi giấy thay thế túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động cấp phát thuốc tại 3 cơ sở y tế là Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An và Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Có thể thấy, việc thực hiện cơ sở y tế xanh, sạch đẹp hướng tới sự hài lòng của người dân đã đem lại hiệu quả thiết thực, được các cấp, ngành và cộng đồng đánh giá cao, góp phần cải thiện chất lượng vệ sinh, môi trường cảnh quan bệnh viện, nâng cao sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế.
Giáo dục trực tuyến là giải pháp được đưa ra trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc học trực tuyến mặc dù đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch, tuy nhiên vấn đề đảm bảo sức khỏe cho các em, trong đó có các tổn hại về mắt, đang là một nỗi lo chung của nhiều phụ huynh. Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh thành diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Trong đó trẻ em là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Để phòng tránh dịch bệnh, trẻ phải ở nhà học trực tuyến thay vì đến trường. Chưa bao giờ mà trẻ em lại buộc phải học ở nhà lâu đến vậy, trong khi ở lứa tuổi này, các em cần được vận động và giao tiếp với bạn bè, với mọi người xung quanh để phát triển cả về thể lực, trí lực và các kỹ năng xã hội. Qua 2 năm gần đây thì do tình hình dịch COVID cho nên là trẻ không được đến trường, không được học trực tiếp, chủ yếu là học online. Học trực tuyến cho nên là tỷ lệ tật khúc xạ tăng cao, trong đó cao nhất là tình hình về cận thị. Việc tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính thì sẽ làm cho mắt của trẻ nó phải tiếp xúc nhiều với cái ánh sáng xanh. Mà ánh sáng xanh là một cái ánh sáng có bước sóng ngắn, nó phát ra liên tục từ cái màn hình của các thiết bị điện tử như là vi tính hoặc là điện thoại. Vì vậy nó sẽ gây ảnh hưởng lên mắt, gây giảm thị lực, mỏi mắt, khô mắt và gây tăng độ cận cho trẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ở lứa tuổi học sinh, các em chỉ nên tiếp xúc với thiết bị điện tử từ 1 đến 4 giờ một ngày. Tuy nhiên, với tình trạng dịch bệnh kéo dài, việc học tập của các em trong giai đoạn này lên đến 6 đến 8 giờ, thậm chí có thể dài hơn. Thêm vào đó, việc hạn chế các hoạt động ngoài trời khiến các em dành nhiều thời gian giải trí với TV, máy tính bảng, điện thoại, làm tăng áp lực lên đôi mắt. Một trong các dấu hiệu mà thường gặp ở trẻ khi mà học online á, là giảm thị lực, trẻ mỏi mệt. Thì khi mà trẻ có tật khúc xạ và đặc biệt là cận thị á, thì khi nhìn xa thì mắt trẻ sẽ mờ, không nhìn rõ. Và vì vậy khi mà nhìn xa thì trẻ hay nghiêng đầu hoặc là nheo mắt để nhìn rõ chi tiết của vật. Hoặc là khi mà trẻ viết bài hoặc đọc sách thì trẻ thường cúi sát đầu vào sách vở. Hoặc là khi xem tivi á, thì chúng ta sẽ thấy là trẻ chạy sát tivi để xem, hoặc là trẻ dụi mắt hoặc là chớp mắt nhiều hơn bình thường, và cái tình trạng học tập cũng giảm sút. Và đó là một trong những cái dấu hiệu sớm để phụ huynh phát hiện và đưa trẻ đi khám. Có thể thấy với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, học online và sử dụng các thiết bị điện tử để bổ trợ cho việc học ngày càng phổ biến đối với các học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giáo dục ngày càng được chú trọng. Những mô hình học tập thông minh thông qua môi trường trực tuyến được phát triển mạnh mẽ và cũng là xu hướng trong tương lai. Vì vậy, hiểu và có những giải pháp đúng để phòng ngừa các bệnh về mắt cho trẻ trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết để giảm thiểu các bệnh về mắt, ảnh hưởng lớn đến thị lực cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ. Chúng tôi có một số cái lời khuyên cho phụ huynh. Thứ nhất là môi trường học tập phải đầy đủ ánh sáng. Đừng để trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử ở trong cái môi trường thiếu ánh sáng sẽ làm cho mắt của trẻ mau mỏi. Thứ hai là tư thế ngồi của trẻ phải đúng, trẻ phải ngồi thẳng, thẳng lưng và không có được nằm để đọc sách hoặc là học bài và không nên cúi sát vào các thiết bị điện tử. Cái thứ ba nữa là khoảng cách từ mắt cho tới các thiết bị điện tử thì từ khoảng từ 50-60cm. Và khi xem TV thì khoảng cách phải ít nhất là 3 mét. Và cái thời gian phải cân đối giữa cái thời gian học tập và nghỉ ngơi của mắt. Ví dụ như là khi trẻ học khoảng 20 phút thì phụ huynh nên khuyên cháu là nghỉ ngơi thư giãn khoảng 20 giây, nhìn ra xa để cho mắt có thời gian nghỉ ngơi thư giãn và giảm cái mỏi mắt. Về cái vấn đề dinh dưỡng cho mắt cũng rất là quan trọng. Thời buổi hiện nay thì trẻ thích ăn những cái thức ăn có đồ ăn nhanh, thiếu các chất dinh dưỡng, như thiếu các loại vitamin. Vì vậy trong cái bữa ăn thì phụ huynh phải đảm bảo đầy đủ các loại vitamin cho cháu như là A, C, A, D, v.v. để đảm bảo dinh dưỡng cho mắt. Cha mẹ chính là người đồng hành cùng trẻ trong suốt mùa học online để giúp trẻ thích ứng với công nghệ mới cũng như hướng dẫn các biện pháp chăm sóc bảo vệ mắt để giúp trẻ hạn chế những rủi ro từ phía công nghệ mang lại. Nếu trẻ có những biểu hiện suy giảm thị lực như đau đầu, nháy mắt nhiều, dụi mắt thường xuyên, nên đưa trẻ khám, điều trị kịp thời.
Đối với những trẻ đã có sẵn những bệnh lý về mắt, nên tham khảo bác sĩ nhãn khoa để được tư vấn chế độ sinh hoạt học tập một cách phù hợp. Cả những dự đoán về thời điểm đại dịch kết thúc chỉ ở mức độ tương đối, bắt buộc chúng ta phải không ngừng nỗ lực tìm ra mọi giải pháp để thích nghi với các tình huống có thể xảy ra. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên bỏ túi các biện pháp để bảo vệ và chăm sóc mắt toàn diện cho trẻ. Ai cũng biết rằng khi mắc tật khúc xạ, đặc biệt là trẻ nhỏ, việc tiếp xúc với môi trường xung quanh, vui vẻ chơi đùa hay tham gia các hoạt động thể chất, hoạt động xã hội cũng như tham gia giao thông bị hạn chế rất nhiều. Một thực trạng đáng báo động hiện nay chính là tật khúc xạ ngày càng gia tăng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, thay vì để trẻ phải mang cặp kính nặng nề, vướng víu, thì ngoài việc chú ý đến tư thế ngồi, không gian học tập, điều kiện ánh sáng, chế độ nghỉ ngơi hợp lý, thì các bậc phụ huynh cũng nên chú ý bổ sung thức ăn có lợi cho đôi mắt sáng, khỏe mạnh. Thức ăn tốt cho đôi mắt khỏe: hạt hướng dương, hạnh nhân, óc chó, đậu phộng, rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina, cá hồi, trứng, khoai lang, cà rốt, bí đao, ớt chuông đỏ, thịt nạc và thịt gia cầm, các loại đậu và cây họ đậu, trái cây họ cam quýt, chocolate đen, nước. Đôi mắt là tài sản ngàn vàng của mỗi con người. Trẻ nhỏ không thể tự phát hiện chính xác vấn đề thị lực của mình. Vì thế, cha mẹ nên quan sát, tìm hiểu và hướng dẫn các con giữ gìn, chăm sóc sao cho đúng để các em luôn có được đôi mắt sáng khỏe. Và chương trình Bác sĩ gia đình tuần này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Nhân dịp Tết đến xuân về, kính chúc mọi nhà đón một năm mới an lành và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.